Video bàn giao máy xắt gạo đơn tại Cần Thơ cho khách hàng. Con cảm ơn chú ạ. Xin chào quý bà con, bây giờ chúng tôi sẽ đi giao máy xay sắt gạo cho khách hàng. Hàng chúng tôi đã chẳng sẵn trên xe và bây giờ chuẩn bị lên đường. Mời bà con cùng theo chân chúng tôi. Vâng, chào quý bà con, cô bác, anh chị đến với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Bà Đình Vân đã chở máy sắt gạo Mini UN6N40 đến nhà chú Tùng và bàn giao máy cho cô chú. Quý bà con cô bác nếu có nhu cầu sử dụng máy hãy liên hệ tới cửa hàng Thế Giới Máy theo số điện thoại nằm ở dưới góc của video màn hình. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác ở video tiếp theo.